Tuổi trẻ gắn với mùa xuân, gắn với sự trong sáng nhiệt huyết, gắn với lý tưởng cao đẹp. Nhưng để khơi dậy và biến những lý tưởng đẹp đẽ ấy thành lẽ sống của thanh niên, công tác giáo dục định hướng cần đúng cách và hiệu quả. Thế hệ trẻ có vai trò rất to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, thế hệ trẻ có rất nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước. Tuy nhiên, do mặt trái của nền kinh tế thị trường cũng như xu thế toàn cầu hóa, còn một bộ phận không nhỏ thế hệ trẻ có những biểu hiện giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Vì vậy, cần có các giải pháp để chăm lo bồi dưỡng chính trị cho thế hệ trẻ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành nhiều tình cảm chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng. Bác thường dùng những lời trìu mến, dùng dị để khuyên thanh thiếu niên phấn đấu, rèn luyện trong học tập, sinh hoạt và lối sống. Trong thư gửi thiếu nhi năm 1946, bác viết: "Này bác viết mấy chữ để cảm ơn các cháu và khuyên các cháu phải siêng học, phải giữ sạch sẽ, phải giữ kỷ luật, phải làm theo đời sống mới, phải thương yêu, giúp đỡ cha mẹ anh em." Người khẳng định vai trò to lớn của tuổi trẻ trong sự phát triển và trường tồn của dân tộc. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên. Trước lúc đi xa, trong di chúc để lại cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta, người căn dặn, đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nhắc nhở quan tâm nhất việc giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ là ngoài đào tạo kiến thức, năng lực chuyên môn, phát triển nhân tài, cần chú trọng đến bồi dưỡng đạo đức. Trong hai từ đức, tài, người luôn đặt chữ đức lên trước và nhấn mạnh đức là đạo đức cách mạng, là cái gốc, rất quan trọng. Bác viết, dạy cũng như học, phải chú trọng cả đức lẫn tài, nếu không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô dụng. Bồi dưỡng giáo dục thanh thiếu niên thành lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước trong tương lai là chú trọng phát triển tài năng và luôn quan tâm giáo dục đạo đức cách mạng, tình yêu nước cho thế hệ trẻ. Giáo dục tình yêu nước cho thế hệ trẻ cần xuất phát từ việc bồi dưỡng tình yêu quê hương, gia đình, cha mẹ, anh em, bạn bè, giúp thanh niên biết quý trọng thầy cô, kính già, yêu trẻ, có lòng vị tha, trung thực và chăm ngoan hiếu thảo. Giáo dục thế hệ trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là một việc hết sức cần thiết và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sự nghiệp chăm lo đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Việt Nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa, hội nhập với các nước tiên tiến trên thế giới. Để đảm bảo cho sự tăng trưởng của xã hội mai sau, việc phát triển nhân tố con người, nguồn lực con người phải tiến hành không ngừng, là sự đầu tư lâu dài, tạo cơ sở cho sự phát triển kinh tế xã hội mai sau. Một đứa trẻ khi sinh ra, nếu không có giáo dục, không thành người mà mãi mãi chỉ là loài. Đó là phương thức tồn tại của loài người. Trong quá trình sống, đứa trẻ phải được lĩnh hội thông qua việc truyền đạt lại những kinh nghiệm của nền văn hóa xã hội từ đời này truyền lại cho đời sau, có chất lọc và phát triển. Tôi là Trang Ngân, là một giảng viên và là một đảng viên đang công tác tại trường cao đẳng nghề xây dựng. Bản thân tôi là giảng viên giảng dạy môn giáo dục chính trị, là người làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, giáo dục lý tưởng chính trị cho các học sinh, sinh viên trong nhà trường. Việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất cần thiết và quan trọng. Học sinh 9 cộng và sinh viên là giai đoạn có tốc độ tăng trưởng về nhận thức và bị ảnh hưởng diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Hoạt động học tập chưa phải là một hoạt động chủ yếu, do đó cùng với các tiết học tại trường thì việc tham gia các hoạt động trải nghiệm nó cũng có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển nhận thức của thế hệ trẻ. Ngoài giờ lên lớp, thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024, trường cao đẳng nghề xây dựng có nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao cũng như trải nghiệm thực tế với mục đích tạo cơ hội cho các bạn học sinh, sinh viên nâng cao sự hiểu biết của thế hệ về văn hóa, xã hội, lịch sử của dân tộc. Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2023, trong không khí vui mừng và tự hào, Trường Cao đẳng nghề xây dựng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường năm 1973, năm 2023 và đón nhận huân chương lao động hạng 3 lần 2 với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng và tay nghề cao đáp ứng sự phát triển chung của ngành và xã hội.
trường sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục không ngừng nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện hóa nghị quyết xây dựng nhà trường trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động vì một Việt Nam thịnh vượng. Vào tháng thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Nghề Xây dựng đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực, các hoạt động đón nhận được sự hưởng ứng, lan tỏa rộng rãi của đoàn viên trong nhà trường, thể hiện tinh thần xung kích, quyết tâm của tuổi trẻ và khơi dậy niềm tự hào, sức trẻ, phát huy truyền thống của thanh niên Việt Nam. Và tôi tự hào là giảng viên Trường Cao đẳng Nghề Xây dựng, đại diện cho thế hệ trẻ giáo viên trẻ yêu nghề và luôn sẵn sàng cống hiến vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ hoài bão, khát vọng vươn lên, nêu cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước và xã hội là một quá trình lâu dài và nó bắt đầu từ khi đang ngồi trong ghế nhà trường.